Có vui mà lên hay là tức mà lên? Dạ vui dạ. Vui, rồi vui thì cứ cái gì kể mọi người nghe. Con chào cha con. Nói vui thì kể mọi người nghe thì cứ chào chào cái gì. Nói hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Đừng có hỏi một đàn trả lời một nẻo. Đang hỏi cho vui không? Dạ con chào cha. Được lên gì kể? Thưa cha con vui là vì hôm nay con được lên đây làm chứng cho Chúa. Con là Maria Nguyễn Thị Lành, con ở Nghệ An. Con là bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối là năm 2011 á. Dạ, ung thư hạch di căn dạ. Thưa cha là con là trải qua là 13 ca phẫu thuật vì tính toa hóa chất. Mà giờ con được đến ở giáo điểm Tin Mừng á, là cầu nguyện với lòng thương xót Chúa là hôm nay là con được một năm là không phải ung thư bệnh ạ. Vì thứ hai này là con được ơn thứ hai. Hallelujah. Ơn thứ hai của con là có một người ở Nghệ An mà vào đi lễ giao điểm Tin Mừng á, thì có ghé qua nhà con để lên xe về, thì ngồi ăn cơm với con đi hỏi là tại sao mà buồn vậy, thì o đó mới kể chuyện là gia đình của o đó là con là cởi mở đố nợ là 500 triệu mà lại xuất lời giang hồ, mà đến khi con đi cho số điện thoại của cha thì bà đó lại không biết nhắn tin, vì nhờ con nhắn tin cho cha thì con được Chúa thương và chấp nhận là cha đã trả lời tin nhắn. Thì đến khi một tháng sau thì hai ông bà mới điện vào với nói là tạ ơn Chúa 3 năm là con không ăn cơm với cha mẹ, mà hôm nay là cháu đã về rồi, mà giờ thưa cha với thưa cộng đoàn là được một cái vui nhất là giờ gia đình điện vào là nhờ con đi làm chứng cho Chúa, là vì em đã sang Đài Loan làm được 3 tháng và đã gửi tiền về cho cha mẹ được 3 tháng rồi, là cái ơn thứ hai của con á. Mà hallelujah, con là người làm phiền cha nhiều nhất thưa cha, là vì tất cả những người có rủi ro là hay điền cho con để nhờ con nhắn tin cho cha. Thì có nhiều hôm con nhắn tin cho cha thì em gái của con nó nói con là cha cũng là người mà sao phải chỉ nhắn tin cho cha cả đêm á, thì con mới nói là cha thay mặt Chúa thì Chúa không chớ chấp tội ai. Thì giờ người ta kêu đến chị thì chị mới kêu đến cha thì cha mới cầu nguyện với Chúa. Thì chắc là chị vui lòng thì cha cũng vui lòng. Thì cha coi như 1 giờ 2 giờ con cũng hay nhắn cho cha, thì cũng được cha trả lời là 80%. Thì con biết là con được ơn Chúa rất nhiều. Còn ơn thứ ba nữa của con thì có một người là cùng quê, thì có một đứa con đó là đi Trung Quốc là bị mất là tính năm là 3 năm mà tính tháng là 28 tháng cả. Cũng nhờ con cầu nhắn tin cho cha cầu nguyện, mà chị đó cũng vào đây 2 lần cũng đi xin ơn cha. Mà hôm rồi là con nói với chị thế này, như cháu bị công an bắt hay sao thì chị nói để nhắn tin cho cha cho rõ hơn, thì chị mới nói là cuối cùng sao là bà nhờ bà nhắn tin cho cha là con của con á, là từ bỏ đi mà đi trong tình yêu đương, thì tự gì? Từ bỏ đi mà đi trong tình yêu đương cha, là tại vì đi làm ở bên Trung Quốc á, thì là từ là đi luôn. Nhưng mà tạ ơn Chúa là hôm qua hôm trước á, thì chỉ có nhắn tin cho con là nhờ bà xin cho con lời cầu nguyện để con đi tìm cháu được như sự mong muốn. Thì con có nhắn tin mà cha không trả lời, thì con mới nói là con vui, nhưng mà con nói là Chúa nhầm thưa cha là 11 giờ trưa hôm qua là thì có điện cho con gọi Zalo qua để nhìn mặt gặp cả con cả chị đó, vì nói là bà có đi lễ thì xin cho con cái lễ. Đã gặp nhau chưa? Chúa thưa cha gặp thưa cha là thì rồi. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cái người tự do ra đi vì yêu thương á, đi sang Trung Quốc nha. Đưa cho bà ấy, bảo bà ấy là gửi sang cho con của bà ấy sang Trung Quốc. Cứ nó về xong rồi nó đi nữa thì bảo nó cầm sang Trung Quốc nha, cầm sang Trung Quốc để loan báo lòng thương xót Chúa cho 1 tỷ người, 1 tỷ người bên đó, nhớ chưa? Một cái máy cho 1 tỷ người nha. Rồi đây là cái quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con Hương.